Em xin chào các bác ạ. Em ở bên Lương Âm Thanh thì bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke. Thì bác nào có nhu cầu thì liên lạc bên em với rất nhiều những cái mã sản phẩm và giá thành rất là hợp lý cho các bác. Thì hôm nay thì tiện về một cái lô hàng mới về cái sản phẩm vang cơ và lưng tiếng của Lake Acoustic, hàng chính hãng. Và em nói chuyện là các bác là nhờ cái những cái dòng sản phẩm của công ty Lake Acoustic. Lake Acoustic thì bên em thì chỉ cho bán cái hàng chuẩn xịn của công ty các bác nhé. Đấy, thì khi mà các bác mua ở bên em cứ có cái tem của Lương Âm Thanh dán ở trên sản phẩm thì em đứng ra cam đoan và bảo lãnh cho các bác là hàng chuẩn hãng của công ty Lake Acoustic. Cái nữa là hôm nay thì làm một cái video nói chuyện với các bác là một cái vấn đề là để kiểm tra cái mã vạch ở trên cái sản phẩm mà Lake Acoustic. Thì trên cái dòng vang là Lake FX8, Lake FX9 và cái con lưng tiếng DAC 233 thì công ty Lake Acoustic người ta đã dán lên một cái mã vạch, ở trên cái tem nó có một cái thông tin mã vạch, thì nó có một cái thông tin để mà truy xuất cái nguồn gốc của sản phẩm và tên của sản phẩm ạ. Thì hôm nay thì một cái bác khách ở bên Hải Dương thì cái hàng này thì em bán, nói thật với các bác là sản lượng bán ra cái hàng này thì bên em bán rất là nhiều, số lượng cực kỳ khủng. Nhưng hôm nay thì có một cái bác khách ở bên Hải Dương thì bác ấy đang 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 thắc mắc là khi mà mua cái sản phẩm bên em mà quét cái mã vạch của nó lại không lên cái thông tin của sản phẩm, thì em cũng đang không hình dung được đấy bác ấy làm cái thao tác nó sai ở cái chỗ nào mà nó không lên. Thì hôm nay thì em làm cái video này để hướng dẫn các bác là quét cái mã vạch ở trên cái sản phẩm này. Thì nói chung là cái về cái phần công nghệ này thì nhiều khi là mình cũng không 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 biết là lý do nó tại đâu, cũng có thể là do mạng nó kém nó không lên, hay là do camera nó mờ nó không lên, hay là cái lý do nào đấy thì em không biết. Nhưng mà hôm nay thì em làm cái video trực tiếp để hướng dẫn các bác cách kiểm tra. Thì cách kiểm tra này thì các bác sẽ cài hộ em ứng dụng mà truy xuất nguồn gốc mà sản phẩm. Có rất nhiều những ứng dụng nhưng mà những cái nhanh nhất với em, đơn giản nhất là em sẽ sử dụng cái điện thoại, đây là điện thoại của thằng cu em này. Và cái Zalo này thì hầu như là bác nào mà sử dụng cái điện thoại thông minh thì đều dùng sử dụng Zalo. Đó, quay lại đi em, quay lại màn hình chính đi. Các bác sẽ nhìn cái ứng dụng Zalo này không? Các bác bật cái ứng dụng Zalo lên, ứng dụng Zalo các bác cài trên ứng dụng Zalo. Thì trên ứng dụng Zalo này nó sau cái có cái quét mã vạch đấy ạ, hình cái vuông vuông này, các bác tích vào đây ạ để sử dụng cái ứng dụng này ở trên Zalo. Đấy, thì trên cái ứng dụng này có Zalo thì nó sẽ có sử dụng cái camera của các bác, thì yêu cầu là camera của các bác phải đủ độ LED cao thì để mà quét cho nó chuẩn. Đấy, thì các bác đã đưa cái camera này vào phần của cái mã vạch này. Thì trên cái tem của sản phẩm này thì các bác nhớ là ở cái phần này nhá. Ở cái phần này nó có cái mã QR code thì các bác phải yêu cầu là để thử. Đây em chưa cào cái này ta, em chưa cào cái chỗ lớp phủ này ra nhá. Em thử đưa cái mã quét vào xem có quét được không. Không hề quét được các bác nhá, không hề quét được. Thì bây giờ các bác phải cào hộ em cái này này. Em để em thử thôi nhưng mà nguyên tắc là phải cào này ra là đúng này. Đấy ạ, cào hết cái này ra. Cào một lớp phủ này ra. Đây là một cái lớp phủ bao bao bọc ở ngoài. Đấy, nó chỉ một góc thôi. Rồi, cào cào sạch cái các bác nhá. Nhớ là cào sạch đây. Đây em cào thật sạch đi. Cào thật sạch đi rồi và của đi ạ. Rồi và đưa cái điện thoại vào. Bật cái ứng dụng quét lên. Đây ạ. Đấy, nó hiện lên luôn, nó thông báo luôn, ấn vào có này. Đấy, ấn vào tích vào ghi nhớ đi. Giờ ấn vào đây. Rồi, nó sẽ xuất hiện lên cái thông tin đây nha, em đọc cái thông tin cho các bác nhá. Sản phẩm chính hãng của công ty trách nhiệm hữu hạn V-Audio, cái mã series của con này này. Đấy, mã series con này là 002277. Đây ạ, em mở ra lại 002277 khớp rồi các bác nhá. Tiếp đến thông tin tiếp theo, đây là số lượt quét và số người quét này. Đây là cái thông tin này. Đơn vị phân phối là công ty trách nhiệm hữu hạn VD Audio này. Số điện thoại, đây là số điện thoại của tổng đài tổng công ty các bác nhá. Số điện thoại của tổng công ty. Bác nào mà cứ thắc mắc thì cứ gọi là cái số này của em. Cái số này thì người ta cũng ghi luôn ở trên này các bác nhá. Các bác cứ lấy cái số điện thoại là các bác gọi bảo bên Lương Âm Thanh mua hàng Lake Acoustic ở bên Lương Âm Thanh thì có đảm bảo không, có tin cậy không các bác nhá. Đây cứ gọi đây cái số này. Số là số tổng đài của công ty, các bác cứ gọi đến số này nhanh nhất. Đấy, cứ tắt đi, tí khai nghe nghe. Đấy, tiếp em đọc tiếp này. Địa chỉ này. Sao cái gì đây? Cái gì đang đang ghi mà? Thỉnh thoảng nó cứ ra cái đấy. Tắt đi lại lại đi. Đầu quét lại xem nào. À đây là có rồi. Em đọc tiếp này. À đây là công ty trách nhiệm hữu hạn V Audio nhá. À, số điện thoại này, số điện thoại này. Và đây là cái địa chỉ nhá, địa chỉ là 5F1 tổ 50 ngõ 357 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội đây. Thì các bác đây là cái thông tin của công ty và đây là thông tin của sản phẩm. Thứ nhất đó là hàng chính hãng và là cái lỗ số series của máy này. Máy cài ấy, bảo vệ màn hình. À đây các bác nhá. Đấy, chuẩn rồi nhá. Tiếp đến em ấy một con thứ hai đi. Đi đâu ạ? À?
Đây em lấy tiếp con thứ hai, lấy một con 8 nó đi, con 8 đi ạ. Thì cái dòng vang lếch cũng như là lưng tiếng thì con nào người ta cũng dán cái tem này. Thì nhiều khi là các bác quét lì thì em cũng không hiểu lý do làm sao mà các bác quét không được. Nhưng đây em cứ quét mấy con xem nào. Đấy các bác mà em đứng ra em bảo lãnh luôn, các bác cứ mua cái sản phẩm vang mà bên em mà có cái tem của Lương Âm Thanh thì em đứng ra cam đoan bảo đảm các bác luôn. Mà nhiều khi là các bác chả cần quét, các bác gọi luôn trực tiếp lên cái số tổng đài này, số tổng đài của chính cái công ty V Audio này, cái số tổng đài đấy ạ. Đấy hỏi là bên Lương mua hàng ở bên Lương Âm Thanh có đủ tin cậy không nhá các bác nhá. Cứ gọi lên cái số tổng đài này thì hỏi cái bên tổng công ty ý, bảo tôi mua hàng ở bên Lương Âm Thanh ấy thì có đủ tin cậy không. Đấy. Bây giờ em cào tiếp này. Đầu tiên các bác phải cào em cái lớp này ra nhá. Cào em cái lớp này ra này. Đấy chung cào ra. Cào sạch đi. Các bác nhớ lên phải cào sạch cái nhá. Cào sạch ra thì quét nó chuẩn. Cảm ơn vợ chồng nhá. Rồi, quét ra. Đấy còn quét này. Đầu tiên là tắt lại đi, vào lại từ đầu cho các bác biết. Vào lại đi, em tắt hết đi, tắt hết đi. Có nhiều ứng dụng để quét các bác, nhưng cứ vào Zalo em theo em cứ vào Zalo này nhanh nhá. Tắt hết đi. Tắt lại, làm lại từ đầu đi, gọi là tắt hết ứng dụng đi, tắt hết ứng dụng chạy ngầm đi. Em bật đi, em bật loop home đi. Tắt coi như là tắt hết cả đấy đi, vào lại từ đầu cho đấy, đúng là tắt như thế. Tắt hết đi ứng dụng chạy ngầm rồi. Vào ứng dụng Zalo, đầu tiên là vào ứng dụng Zalo. Rồi, trên Zalo là nó có một cái hình vuông vuông này này để quét cái vạch, ấn vào đấy. Đấy, các bác ấn vào đấy hộ em và các bác đưa hộ em cái camera này này vào cái phần này cho nó nhìn, đấy nó nhìn thấy luôn này các bác này. Đấy, camera tốt thì nó nhìn nhanh lắm. Đấy ấn đồng, lần sau ấn tích vào kia thì là không phải ấn nữa. Vào đây này. Đấy, các bác sẽ chờ nó quét lên. Đấy, nó thông tin luôn các bác. Đầu tiên là cái máy điện thoại này phải camera phải tốt, mới thứ hai là có Zalo đã đăng ký Zalo. Cái thứ ba là điện thoại đã kết nối với mạng thì nó mới thông tin được cái sản phẩm này các bác nhá. Đây ạ. À, thông tin sản phẩm này, sản phẩm chính hãng của công ty trách nhiệm hữu hạn V Audio này, số series này, VAD này. VAD đây ạ, VAD 003229. Đây ba sẽ nhìn nhá, 003239. Mỗi máy một cái số khác nhau, không cái nào giống cái nào cả. Đấy ạ. À, số lượt quét này, số người quét này, cái số này cái số thống kê thôi. À, đơn vị phân phối là công ty trách nhiệm hữu hạn V Audio, số tổng đài của công ty đấy ạ. Cứ bác cứ gọi lên cái số tổng đài để hỏi của em bên Lương Âm Thanh có đảm bảo có uy tín không. À, tiếp được sang cái máy lấy lép chán nhỉ. À, địa chỉ này 5F1 tổ 50 địa chỉ của công ty. Đấy em để xem thêm đi, xem thêm chi tiết, ấn xem thêm nào. Đây ạ, xem thêm là công ty trách nhiệm là quận huyện này. À đây là thông tin của công ty thôi và cái trang web của công ty thôi các bác nhé. Đây ạ, có cả trang web riêng của công ty rồi các bác này. Thôi tắt tắt này đi. Đấy, thì trên này nó có cái thông tin đầy đủ của sản phẩm các bác nhé. Đây là sản phẩm chính hãng này. Đấy thì người ta chỉ thông báo là sản phẩm chính hãng và cái số series của máy này. Đây là cái quan trọng là thứ nhất là hàng chính hãng, thứ hai là số series. Đấy thì nó chăn khớp rồi các bác nhá. Tiếp quét một cái nữa đi, nó là dễ. Đây video này là hơn 8 phút rồi các bác, nó làm ra hơi dài một chút các bác thông cảm. Đấy thì nói thật với các bác là bên em bán cái hàng chuẩn hãng ấy, nhưng mà nhiều khi là các bác quét nó không được và các bác phản hồi lại thì bọn em rất là áy náy, thì không hiểu là tại sao các bác quét lại không được. Mà trong khi đó mà bên em chỉ bán hàng chuẩn hãng, không hề bán hàng nhái hàng giả. Đây các bác nhé. Đây, đầu tiên là cào cái lớp cào đi. Ở đây là trên này nó có cái mã đây này. Đây là cái mã sơ đi để công ty là người ta quản lý này. Còn đây là cái, đây em cào đầu tiên là cào cái lớp này ra này. Cào cái lớp này ra, rồi ok. Rồi, chung quét đi. Rồi, thế là sạch rồi. Đây, bật Zalo lên này. Bật Zalo lên, ấn vào cái hình quét này, đưa camera lên, chẹt phát luôn. Có là kiếm khoan từ từ nhá, chỗ này anh bảo nhá, tích luôn là ghi nhớ này, ghi nhớ phần này từ lần sau nó không hỏi nữa. Đấy, đồng ý luôn. Rồi ấn vào đây phát ý, sao xem được thông tin nó là gì. Vui lòng cho phép truy cập, à đây là cho phép điện thoại truy cập thôi, được rồi, ok nó lên rồi ạ. Đây nhá các bác nhá, cũng là hàng chính hãng này, số series là SEVA này 002302 này. Đấy ạ, úi giời, SVE002302 chuẩn xác luôn. Đấy ạ, hàng chính hãng, thông báo hàng chính hãng luôn. Một số những cái thông tin của công ty. Đấy. Đấy thì các bác nhá, đây em quét mấy cái. Đấy thì nói chung là các bác là em cũng không hiểu tại sao cái bác khách ở Hải Dương này bác quét được không lên thì em không biết. Và có một cái hay nữa ở trên cái tem này, nó sẽ có một cái hay nữa các bác nhá. Có một cái hay nữa là dùng cái đèn đây em sẽ lấy cái đèn pin, em phải tìm cái đèn pin của em. Chờ các bác chờ em một chút thì em sẽ chỉ ra một cái rất là hay ở trên cái tem này. À, đây thưa các bác nhé, đây cái đèn pin, em có một cái đèn pin như này.
Và cái trên cái tí nữa em sẽ chỉ cho các bác, cái trên cái tem này nó sẽ có một cái rất là đặc biệt. Đây cái đèn pin này là do công ty Lex, đây là Lex Acoustic, người ta cung cấp cho bên em các bác nhé. Cung cấp cho bên em thì cái đèn này nó có hai cái chức năng. Một là nó có ánh sáng thường, để các bác sẽ nhìn có hai cái bóng đèn không. Đấy, một là cái ánh sáng thường, hai là cái ánh sáng của tia UV của cái đèn UV đấy ạ. Đây là cái ánh sáng thường màu trắng này các bác nhé. Đây tiếp đến em sẽ chuyển sang cái đèn UV này. Các bác sẽ nhìn cái đèn UV không? Nó màu như này này. Đây các bác này, nó màu như kiểu màu tím ấy. Thì đây là cái ánh sáng UV các bác nhé. Ánh sáng UV, cái ánh sáng này nó diệt khuẩn, có tác dụng là diệt khuẩn. Thì cái này những cái trong cái phòng y tế thì rất đa số những cái phòng y tế là cũng có cái đèn này. Và cái đèn này thì dành cho những cái máy đếm tiền nữa các bác nhé. Cái máy đếm tiền thì cũng có cái đèn này. Thì các bác đâu chung lấy hộ anh cái tờ 500.000. Đây. Em sẽ lấy cái đồng tiền 500.000 ra các em soi cho các bác sẽ có một cái này rất hay. Đây ạ. Em có đồng tờ 500.000 này các bác nhé. Các bác sẽ nhìn ở cái đồng tờ 500.000, nếu mà nhìn qua camera chưa có ánh đèn vào thì các bác chưa có gì đặc biệt nhé. Nhưng mà các bác để ý hộ em cái sống giữa này các bác nhé. Đây ạ, các bác sẽ nhìn cái hiện cái số 500.000 đấy không. Đấy, thì cái đồng tiền này người ta in một cái mực rất đặc biệt, là khi mà chỉ có cái tia UV, đèn UV này chiếu vào thì nó mới hiện lên cái đồng này này. Đấy, nhiều cái máy đếm tiền giả, soi tiền giả nó sẽ có cái trường hợp này. Các bác sẽ nhìn cái đồng 500.000 đấy không. Đấy, có số 500 ở giữa cái sọc này các bác nhé. Đây ạ. Đấy, thì ở trên cái tem của V Audio người ta cũng có cái chữ đấy. Đây, các bác sẽ nhìn hộ em nhá. Đây các bác nhìn thấy chữ Lex chưa ạ? Đấy, không nhìn thấy cái gì cả, bỏ đèn ra là không nhìn thấy cái gì cả, nhưng mà cho đèn vào thì chữ Lex nó hiện lên. Lex Acoustic nó hiện lên này các bác này. Đấy, thì cái này chỉ là một cái cũng là rất là hay, nhưng mà không phải bác nào cũng kiếm được cái đèn này để mà soi. Đấy, nhưng mà tốt nhất là khi mà các bác mua ở hàng bên em thì em chỉ cần đứng, em chỉ nói đúng một câu duy nhất là cứ có cái tem này của bên Lương Âm Thanh thì em đứng ra cam đoan và đảm bảo cho các bác đó là hàng chuẩn hãng của công ty. Đây cái tem này các bác nhé, có cái tem này dán ở trên sản phẩm thì em bóc một cái tem này các bác này. Đây là một cái tem vuông các bác nhé, cứ có cái tem này thì em đứng ra cam đoan đảm bảo cho các bác đó là hàng chuẩn hãng của Lex Acoustic. Đây các bác này, nhìn cái tem này các bác nhé. Đấy, có chữ Lex không, các bác sẽ nhìn có chữ Lex được không ạ? Đấy, có chữ Lex đây không? Không có chữ gì đúng không? Soi đèn vào là có chữ Lex. Đây tiếp đến ở cái tem tròn này cũng có này. Đây ạ. Tem tròn này các bác này, tem tròn này hiện này nét hơn này. Đấy. Có chữ Lex không? Bỏ ra không nhìn thấy cái gì luôn. Soi vào có chữ Lex. Đấy. Thì đây là một cái video làm rất là trực quan cho các bác, vì nhiều bác là mua hàng ở bên em thì rất nhiều bác là gọi điện đến và nói luôn là tôi rất tin tưởng ở bên Lương Âm Thanh, tôi mua hàng thì rất an tâm. Nhưng mà cũng có nhiều bác là khi mà mua về thì các bác quét lên ấy, và nó không lên như vậy thì em cũng rất là áy náy. Em rất là áy náy vì mình bán hàng chuẩn xịn của công ty, nhưng mà khách các bác phản hồi lại nó không lên thì cũng rất là áy náy, và cũng muốn tìm cách sao để các bác quét lên, các bác nó thấy nó lên sản phẩm thì các bác mua, các bác an tâm. Ai cũng vậy, tâm lý mua hàng ai cũng vậy thôi. Đấy, thì em cũng đi mua hàng, em tâm lý của em thấy muốn sao mà cái hàng của mình nó đảm bảo chất lượng, nó không có cái gì để mình áy náy nữa thì là cái hay nhất. Và đây cũng là một cái video để em làm cho các bác, để các bác chứng minh các bác, để các bác hoàn toàn an tâm như vậy, và hướng dẫn các bác cái cách để quét cái sản phẩm lên. Đây ạ, chữ Lex. Đấy, để các bác an tâm. Và khi mà mua hàng ở bên em thì em đứng ra bảo lãnh đảm bảo các bác là cứ có cái tem này của Lương Âm Thanh thì đó là hàng chuẩn xịn của công ty Lex Acoustic. Đấy, thì em làm cái video như này các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và em ở bên Lương Âm Thanh thì em nhắc lại là bên em là chuyên phục vụ các bác về những cái thiết bị âm thanh hát karaoke. Bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em với rất nhiều những cái sản phẩm và giá thành rất hợp lý cho các bác. Và các bác theo dõi video thì nhớ ấn nút đăng ký kênh của Lương Âm Thanh để ủng hộ em. Dưới mỗi đoạn video thì đều có những cái nút đăng ký màu đỏ, các bác nhớ ấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh của em. Và thứ hai là xem sớm nhất là những cái video em phát hành, em đăng lên trên YouTube. Đây hôm nay vang về các bác nhé, vang về, vang mấy lần tiếng ạ. Cảm ơn các bác ạ. Em xin chào các bác ạ.